Xin chào mọi người, tiếp tục chuỗi video về tiếp viên chính. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người một mẹo để chuyển đổi đơn vị giữa Vinamex sang In hoặc là In sang Vinamex mà vẫn giữ nguyên cái con số mà các bạn nhập. Trường hợp này xảy ra khi nào? Khi mà các bạn làm mà quên để ý đơn vị. Nghĩa là đây này, các bạn nhập file, thông thường đây nó sẽ có set tiêu chuẩn, các bạn bấm vào đây này, bấm vào một cái file bảng, các bạn bắt đầu, các bạn không để ý là cái đơn vị của nó đang set mặc định là gì. Thì ví dụ như đây mình đang set mặc định này là ISO, nhưng mà đây là đơn vị in. Khi đó mình vẽ một file mới, chắc chắn nó sẽ là đơn vị in. Nhưng mà mình cần là đơn vị Vinamex cơ. Và file này để mình coi thử nó là đơn vị gì. Mình vẽ một hồi này, mình mới coi thử xem ở đây đang thiết lập là đơn vị gì. À, đây đang thiết lập đơn vị in. Vì thế cái file của mình là không có mục đích, mình sẽ chuyển nó về Vinamex. Đó, mình sẽ chuyển nó về Vinamex ha. Nhưng mà bây giờ giá trị của mình nhập vào đây là bao nhiêu? Giá trị ban đầu mình nhập vào đây này là con số của mình không phải là con số này ha. Con số này của mình không phải con số này. Mình nhập vào là con số là 10 cơ. Đây, các bạn coi thử này, trước khi mình chuyển đổi cái này. Trước khi mình chuyển lại cái này này thì con số của mình là mình muốn một cái khối là 10 năm. Đấy, chứ không phải là cái con số kia. Vậy là nó đang hiện tại đang bị sai đơn vị. Dẫn tới là sai kích thước. Vậy làm thế nào để mình thay đổi đơn vị mà vẫn giữ nguyên là cái con số mình nhập? Thì đây ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên là chuyển đổi cái đơn vị mình muốn về đây, Vinamex. Chính xác Vinamex rồi ha. Sau đó các bạn làm là vào tab parameter. Trong phần parameter này thì các bạn sẽ thấy ngay đó là cái phần đơn vị của file đã đúng về Vinamex rồi. Giá trị thật của nó, đây cái giá trị mình nhập là giá trị này. Nhưng bây giờ mình cần ra giá trị thật của nó cũng là 10 luôn, chứ không phải là 254. 254 là 10 in ấy. 10 in nó sẽ nhảy lên. Nhưng bây giờ mình cần giá trị thật của nó là 10 cơ. Mình xóa cái in này đi. Trước khi các bạn xóa này đi thì các bạn lưu ý cho mình, đó là phải tắt cái chế độ này đi nha. Thay vì nó tích chọn đây đúng không, thì nếu mà các bạn muốn làm thay đổi nó sẽ cập nhật liền. Còn bây giờ các bạn tắt hết đi thì các bạn thay đổi một lúc. Đó, các bạn thay đổi xong rồi nó mới cập nhật ha. Thay đổi này, giả sử đây là 1 nha. Đó, mình xóa in đi. Thì các bạn nhìn ngay cái phần giá trị bên này nó cũng sẽ cập nhật y chang hai bên đồng nhất với nhau. Đó, bây giờ mình bấm đơn. Khi mình bấm đơn vậy thì mô hình chắc chắn nó chưa thay đổi, tại vì mình bấm cái dấu mà bỏ ấy, cập nhật liên tục rồi. Đó, ngay lập tức. Khi giờ các bạn cần này, cập nhật, các bạn bấm cập nhật. Và đó, đây cập nhật xong thì các bạn sẽ thấy mô hình sẽ bị mất. Mất vì lý do là sao? Vì lý do nó có một cái này mình chưa được chỉnh sửa. Đây, cái file của mình nó quay về đúng giá trị của mình rồi này. Thấy chưa? Đúng giá trị của mình 10, 5. Đấy, 10 và 5 ha. Và góc fillet. Rồi, ở đây nó có một cái giá trị không thay đổi được trong parameter. Đây là có một cái giá trị không thay đổi được parameter này. Nghĩa là mình đang chọn theo cái size này M20. Nếu mà kích thước của in như nãy á, thì mình chọn là M20 phù hợp. Còn đây nó phải là kích thước lớn như vậy đâu. Cái này nó chỉ nhỏ 5-10 thôi. Mà các bạn chọn một cái lỗ hâu M20 thì làm sao nó đủ. Vì thế các bạn phải chọn lại ha. Mình sẽ chọn ISO này. Và thay vì là M20 thì mình chọn là M2 thôi. Xem nó có vừa không. Đây mình chọn M2 đi. Đó, M2 thì nó sẽ vừa ha. Đấy, vừa giữ nguyên được cái giá trị ban đầu các bạn nhập và vừa đổi lại cái đơn vị mà các bạn đã nhập sai. Đấy, thì đây là một cái mẹo mà mình thấy là giúp ích cho các bạn đấy. Giúp ích cho các bạn khi các bạn thực hành mà nhớ đâu mà bắt đầu sai cái file tiêu chuẩn. Thì đây là cái cách mà các bạn khắc phục ha. Hy vọng với cái mẹo này sẽ giúp các bạn là khắc phục được những cái lỗi thay vì phải ngồi vẽ lại. Nếu các bạn thấy video hay thì like, share cho mình. Cảm ơn các bạn.